cũng đã liệu mang quá phải mong đâm một nhịn mà thằng anh đứng đây mà lão phải đâm một nhịn thằng ngò năng lá mà lại đi cướp ở ông tòi đúng cái thằng đúng mày lão ca nhỏ để trước cả to đấy sau mà đến đúng lần đi thôi cha sau mà nó được thế này. Chị kêu là không có thế thôi rồi thì nấu có hơi bia để ăn rồi ta cũng phải nấu thôi chủ lấy mày đi cấu chứ chỗ ngồi trên nó cố xuống đấy. Giờ mới được cả tố nó qua quanh vòng lắm luôn. Nó có toan quá. Ra nào, ra nào. Tiêu thì lại làm có cái nai chưa được là nhét không mỏi đi được đó không mở đâu đây cái mình mân cái cuốn to chưa cái tin này đâu cái mình mau tả nè, tùy thôi không nên đi ai lên đi lại đi. Để ra ăn đi thôi. Trái chi nè, cá này trái chi. Lúc này là đi. Ừ, đúng. Cái bơi nè. Nhìn một lúc nữa cho anh. Đi cuốn nó vô chăn chăn đi cái tiếng. Để em ăn trong quá. Từ từ nghe nghe đó, tôi chưa thả thôi đó. Tôi mà, nó có ca rồi mà. Thế em phải được vì nó ngon thế. Cái hàn cá. Lại bé ít cuốn nó vô này, không xin tiếng có đau đâu, chặt luôn. Chặt rồi tí ta để nát. Lại nào cái này không không biết mặn nó cho chín đó cạc lên luôn hả cạc lên luôn đi nó bóng chết cái chỗ mòn đó đứt hết
gì mà thông tin này chi tiết. Nó rất là khoảng. Tả ra. Đồ lô tả lá ra. Còn nửa nát không? Chắc tin ngập mà. Đồng chi nó lên thành nó đi hỏng. Chỉ ra chi nên chỉ có đã tốn. Đến đây tôi có nhắc đến mấy cái món ăn đó. Xong rồi qua đây là đã kho chiếu rồi này. Mà lấy cái nàng nữa. Nó làm điều điều đó. Đeo qua. Mà cá này em. Về anh gặp được nè có điểm nào chưa hỏi đó chưa cái đó mặt chưa nóng tại đi qua bên này ra đấy qua đó cứ trăm mét trăm rưỡi cứ trăm mét ngài là nóng bị thương trăm rưỡi chưa đứng chờ hết đứng chờ hết nó hóa thuốc bởi vì nó phải đi xa xôi đi đó phải chậm đó phải quay cá nào cái rồi đi ra. Rồi bánh mì rồi tiện. Rồi hát cái rồi tôi cho cái đây. Anh nhá. Mày được xong. Anh Viên ơi đoàn ô kênh đi cái đây. Anh Viên chặt út đoàn ô kênh đi cái. Rồi bánh mì ra đi. Wow. Anh Viên chặt đoàn ô kênh đi cái. Càng léo mé là rồi. Không có chú nữa à. Không có chú nữa. Chán rồi à. Bên mà lấy mọi bên chị ăn lên biển à. Ôi dồi ôi ôi ôi. Xong vừa đất tiếp. Cái cái này ra. Được không? Đây thôi nha. Ê cái chốc nó lạt đây. Ủa nó vứt được nữa. Vứt được đâu đây. Trang không đi. Bộ mô. Bên trên nhé. Ừ. Ui. Cái trang đâu gì. Ui. Mà nó một thật quá. Chết luôn rồi. Bỏ ra. Rồi, bắt đang để luôn về đây đây á. Đỉnh đỉnh đỉnh. Hả? Hả? Anh mày đúng quá mà chắc là cá mày hả? À? Cá thì chăn thì cũng được, hôm nay chăn là cá mới đúng không?